Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có một tin vui muốn thông báo cho anh em rằng vào đêm qua, nhà phát hành VNG đã chính thức mang Liên minh Huyền thoại Tốc chiến về đến Việt Nam và đồng nghĩa với việc anh em sẽ không cần phải fake ID sang nước ngoài để chơi trải nghiệm tự game này nữa. Anh em vẫn có thể sử dụng tài khoản Riot Game đã đăng nhập ở phiên bản nước ngoài. Nó không khác biệt quá nhiều so với bản nước ngoài và điều rõ rệt nhất chính là về phần ngôn ngữ. Có một điều tôi muốn chia sẻ thêm cho anh em là những anh em nào đã chơi ở bản quốc tế, phần sự kiện anh em làm nhiệm vụ sẽ được nhận tướng và trang phục. Làm hết sẽ không được nhận quà như thế nữa trong những tuần tiếp theo. Nhưng về đến Việt Nam, anh em nào đã chơi bản quốc tế thì chúng ta lại thấy tiếp tục sự có mặt của sự kiện. Và chúng ta có thể nhận tướng và trang phục hai lần. Đó là điều có lợi lớn cho anh em. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói trong video này. Và điều chắc chắn nó sẽ là quả bom để đối đầu trực tiếp với Liên Quân Mobile, tự game MOBA đang có lượng người chơi đông đảo nhất Việt Nam. Chúc anh em có một trải nghiệm game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.